Đợi mình rồi ta kết nối rồi, ok, xin chào. Hello, chào anh Bằng, chào các bạn trong diễn đàn. Cảm ơn anh Quỳnh Đỗ. Nói chung thì nghe anh chị các bạn chia sẻ về vấn đề mà tình hình đất nước, xã hội và con người. Thì ở đâu bây giờ mình cũng phải làm mới có ăn thôi anh Bằng, anh chị em Đúng các rồi. bạn. Nói chung bây giờ Việt kiều Mỹ hay là Việt kiều Canada hay là Việt kiều Úc hay bất cứ Việt kiều gì, cái cơ hội người Việt Nam bây giờ trong nước người ta có cơ hội, người ta cũng đi ra nước ngoài người ta làm ăn ầm ầm ào ào thôi. Người ở nước ngoài cũng vậy, người ở những người giống như ở bên Mỹ cũng vậy, họ cũng sang Việt Nam họ làm ăn. Đấy, cái cơ hội bây giờ ở đâu, nói chung chính sách toàn cầu hóa, ở đâu người ta có cơ hội là người ta đi tìm, người ta là để người ta làm ăn, người ta đầu tư thôi. Ngay cả hàng Mỹ cũng vậy, Mỹ nó cũng đi kia, nó đi khắp cả cái thế giới này để đặng mà nó Ok. đi kiếm ăn. Nếu mà hàng Mỹ mà nó không có đi ra ngoài thì nó làm sao mà cái người Mỹ họ có được cái công ăn việc làm và đời sống, họ có được những cái vật chất về cái giá thành mà hiện nay rẻ. Nói chung là vậy. Anh chị các bạn nghĩ đi, khi mà tôi cũng đã thường chia sẻ những cái mà đồ điện tử ở Mỹ, những cái năm tháng mà khi mà Mỹ nó chưa có chính sách toàn cầu hóa, đồ điện tử ở Mỹ rất là mắc, Không có gì đâu, Trần Quang Cường. giá cả nó rất là mắc. Các bạn biết mua một cái điện thoại hay là mua một cái tivi hay bất cứ gì, cái màn hình, tôi còn nhớ cái màn hình mà tivi mà màn hình mà tinh thể lỏng cái đời đầu các bạn biết chỉ có 32 inch thôi, là 29.000 đô. Cái đời đầu nó gọi là plasma, nó chưa có LED và LCD nhé. Chứ anh chị em các bạn nên nhớ plasma nó sử dụng một cái technology, nó gọi là nó sử dụng khói, nó dùng khói nó phun. Đấy, cho nên cái màn cái đời đầu và đã 29.000 đô chỉ có 32 inch thôi. Sau này cái chính sách toàn cầu hóa bắt đầu, những cái công ty của Mỹ nó và những công ty của Nhật nó tràn ngập vô thị trường của thằng Trung Quốc để đặng mà nó tìm cái nhân công rẻ. Các bạn thấy bắt đầu những cái giá thành những cái màn hình tinh thể lỏng gọi là LED, LCD đồ nó ra đời, nó hạ giá xuống. Việt Nam mình cũng vậy thôi. Các anh chị các bạn thấy những cái thời gian đầu khi đất nước mới đổi mới cũng vậy, những cái hàng sản phẩm của thằng Nhật, thằng Mỹ vào Việt Nam rất là mắc, dân mà phải như là có tiền có của mới mua nổi. Ngay cả một chiếc Honda mà xe rim các bạn thấy hồi thời buổi đó là dân dân đại gia mà mới có được xài được chiếc Dream Dream 2 đó, Hơn 10 cây giống vàng, hơn 10 cây vàng. giống như bây giờ mà dân mà gọi là có tiền có của họ chạy chiếc SH vậy, các bạn thấy không? Mà khi hàng của Trung Quốc nó tràn vào Việt Nam thì bắt đầu cái thị trường Việt Nam nó hàng 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 Nhật hàng Mỹ bắt đầu là nó phải hạ giá liền. Các bạn thấy chứ, đây cạnh tranh mà bây giờ thời buổi giờ cũng vậy, Việt kiều hay là giờ Việt gì, bây giờ có nhiều người Việt Nam mình cũng ở núi này trong núi nọ. Tôi thấy người Việt của mình thì có cái lối sống thì bọn ngoại rất là nhiều, tại vì đất nước của mình một cái quốc gia mà cái dân tộc mà sống 4.000 năm vân dân hiến, hỏi chứ rồi chiến tranh loạn lạc muôn thuở thống nhất rồi thì người dân của mình bị bế quan thỏa cảng, thì cái lối sống của người Việt của mình nói chung là vọng ngoại rất là nhiều. Ở núi này thì trong núi nọ, ở Việt Nam thì cứ ngồi ngó bên Mỹ, ngó vào hải ngoại. Cho nên các bạn thấy có nhiều người đi qua Mỹ bỏ hết tiền của, tôi thấy thật mà sự mà nói hơi bị nhiều đó. Cũng có những người qua đâu phải là họ thành công đâu, đi qua Mỹ rồi họ cũng thất bại chàng chê. Có những người ở Việt Nam có những công ty hãng xưởng, có người ăn kẻ hầu người hạ, mà Không qua bao giờ Mỹ mà rồi xấu nước Mỹ, tôi nói những cái nó nói cũng tốt về Mỹ nhiều chứ đâu phải nói xấu. qua qua Mỹ rồi thì cũng tơi bời qua lá hẹ chứ đâu phải giỡn đâu, đâu phải là dễ ăn đâu. Các bạn biết những cái thập niên mà vàng son của nước Mỹ, và trước thập niên mà tôi nói là phải thập niên từ 90 trở lên đó thì Mười cái nó bạn mới mới dễ làm ăn. Thì sau này bây giờ nó nói chung là rất là khó, đời sống kinh tế ở Mỹ bây giờ nhìn thấy như vậy nó cũng không phải là dễ ăn đâu. Nhiều ông Việt kiều chỉ nhiều người Việt chỉ ham qua làm cái chữ Việt kiều, như Việt kiều bây giờ nó cũng xưa rồi, bây giờ
có nhiều người, cũng có rất là nhiều người Việt Nam, các bạn thấy ở Mỹ người ta cũng quay trở về Việt Nam, người ta làm ăn và đầu tư, họ thành đạt rất là mỹ mãn. Tại vì một số các bạn không có chịu theo dõi về tin tức thôi. Đấy, nhiều những cái giới trẻ Việt Nam bây giờ các bạn thấy như tiến sĩ Trần Vinh Dự, nó bỏ, anh ta bỏ cả một cái sự nghiệp ở bên nước Mỹ mà vừa quay về Việt Nam và người ta cũng thành công. Cũng có những người họ về Việt Nam họ đầu tư bên lĩnh vực mà nông nghiệp, họ thành công rất là mỹ mãn chứ không phải là giỡn. Với là một cái đất nước mà ở Việt Nam hiện nay đang đổi mới và phát triển, cái cơ hội rất là nhiều. Cũng giống như tôi 10 năm về trước, khi tôi thấy đất nước Việt Nam, nhìn thấy cái tiềm năng Việt Nam rất là cao, thì tôi đầu tư ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Lúc đó tôi mua, nói với anh chị em các bạn biết, mua đất ở một cái giá gọi là thời buổi đó người ta cho là cao, mà tôi thấy là nó thời buổi đó nó tặng đại. Bây giờ là tôi ngồi trên đống bạc. Bây giờ là lại mình cứ ngồi ung dung đúng không? Về thỉnh thoảng thiếu tiền thì cắt một miếng đất ở chỗ đấy một tí Đấy nhỏ là tôi ra nói cho giá. anh chị các bạn đấy, khi mà cái đó là những cái đất nước đổi mới, là quyền lợi mình ai được hưởng. Đừng có nói, có một số người nói là người dân trong nước bị cướp đất cướp này kia. Nói chung là tôi thấy cái chữ cướp đất độ này kia nó cũng, nó do lòng tham mình thôi. Lòng tham của mình đòi hỏi quá đáng, mình đòi hỏi quá nhiều. Ngay cả cái miếng đất của tôi ngày xưa tôi mua đó, nó là đất nông nghiệp thôi. Các bạn thấy hồi cái thời đó không, đâu ai nghĩ đâu, nhưng mà tôi suy nghĩ ra được là cái sự phát triển của thành phố Bảo Lộc đó nó có những cái tiềm năng. Mà khi mà nhà nước giải tỏa, tôi sẵn sàng dân không không thèm đòi thêm gì hết. Có nhiều người người dân ở đó chung quanh họ kêu tôi là phải thưa kiện để đặng mà đòi đền bù cao đó, không cần, không cần, bỏ mình chỉ họ, nhà nước lấy vô một công đất mà tôi được ra mặt tiền 70 mét. Các bạn thấy đi, bây giờ 120 triệu đi tới 1 mét, một đi tới 1 mét 120 triệu, mà người ta mua kế bên liền kề, cái hạ tầng cơ sở nó phát triển thì người dân mình được hưởng. Nhưng mà người dân á, mình cần phải biết hy sinh, mình cần phải biết hiến tặng lại cho nhà nước để đặng mà phục vụ lợi ích quốc gia, thay vì mình đòi hỏi quá nhiều. Khi mà người dân mà đòi hỏi những cái đền bù quá lớn đó, trở thành dân quan, tôi thấy dân tham thì đúng hơn. Mình đòi hỏi quá lớn vậy đó, thì cái những cái mà đền bù các bạn biết thiệt hại lớn nặng nề như vậy đó, thì nó sẽ đi vào trong cái ngân sách quốc gia, nó cũng bị thâm hụt. Đấy, xây dựng hạ tầng cơ sở rất là khó khăn. Anh chị em các bạn thấy tình hình Việt Nam hiện nay xây dựng hạ tầng cơ sở cực kỳ khó khăn. Muốn giải tỏa đền bù tốn kém nhất thế giới. Xây một chỉ một cây số đường thôi là nó tốn kém dã man, bởi vì dân của mình không có đồng lòng. Tại sao ông Lý Quang Diệu ông xây dựng cái nước Singapore ngày hôm nay được hoành tráng như vậy? Anh chị em các bạn biết, với cái bàn tay sắt của ông, những cái buổi ban đầu ông kêu gọi những cái người dân sắc tộc ở ở Malaysia, ở Singapore, anh chị có biết đồ đó là dùng đầm lầy mà người ta khai thác lên được đó, họ dâng cho ổng, dâng hai tay luôn đấy. Bài bồi rồi, rồi ổng xây dựng lên được một cái đất nước chung, cái đất nước Singapore nó hùng mạnh, như nó phát triển như hôm nay về vấn đề kinh tế. Người dân phải đồng lòng thì những cái đời con cháu sau này nó mới được hưởng được, còn không bây giờ cái mình cứ đòi quá nhiều, mình đòi đủ thứ hết. Thì các bạn thấy đi, đền bù đòi ở mức cao mà, trong khi mà tôi hay các bạn thấy nhà nước Việt Nam lấy Cái giá đất ở về Việt Nam hiện nay rất là cao, nhất là ở ngoài Hà Nội. Hà Nội cao hơn thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Rồi, làm sao mà coi như đấy rồi. Đúng rồi, Hải Hồng, Việt Nam coi như là độc lập, tự chủ, tự cường. Nói chung cái bạn gì vừa nói, bạn bảo là nói chung là Việt Nam có giàu có như hiện nay là phải nhờ vào Mỹ, vì tại Mỹ, vì Mỹ bỏ cấm vận. Nói đây là cũng cũng có một cái phần chính xác, nhưng mà nó không phải là cũng không phải là như thế.
đúng không? Tức là khi một năm 1995 Mỹ bỏ cấm vận thì là ví dụ một số nước ví dụ như là Nhật Bản, Úc, Canada, Nam Triều Tiên, các tất cả các thứ người ta theo Mỹ thì người ta bỏ cấm vận theo. Mà hiện nay nhé, một cái đất nước muốn phát triển ấy, thì nói chung là phải phải coi như là hiện nay cái kinh tế của thế giới thì nó là cái vấn đề là giao thương nó nước nọ nó liên quan đến nước kia, đúng không? Chứ một mình anh cứ một mình bắt đầu anh làm được tất cả các thứ thì nó cũng khó. Đấy. Cho nên là cái chuyện thế giới hiện nay là thế giới phẳng rồi, kinh tế coi như là nó giao thoa lẫn nhau. Như vừa rồi chẳng hạn Mỹ đấy, chính thức ngày hôm nay là Mỹ coi như là cuộc chiến gọi là thương mại nhỏ nhỏ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay bắt đầu có hiệu lực. Cái Mỹ đánh thuế các mặt hàng của Trung Quốc đấy, coi như là lên 36 tỷ đô la. Mà Trung Quốc người ta cũng trả lời lại ngay, người ta cũng đánh thuế các mặt hàng của Mỹ, cũng là cũng như vậy, đúng không? Cho nên là nói chung là những cái kinh tế hiện nay ở tất cả các nước thì nó đan xen và đan cài lẫn nhau, nhất là Việt Nam mình là một đất nước như là nó đang phát triển là cũng thế, đúng không? Bây giờ ví dụ đang tự nhiên Việt Nam bị nó cấm vận một cái thì nói chung là ví dụ đất nước Việt Nam có phát triển được hay không, đấy là cái vấn đề là rất là quan trọng. Thôi bây giờ này thì thưa tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn, thì thời lượng chương trình hiện nay nó cũng hết rồi, cứ khoảng 2-3 phút nữa thôi. Thì là cũng cảm ơn các bạn, để các bạn nghỉ ngơi một chút xíu nữa để mình xem trận bóng đá trận thứ hai thì lúc 1 giờ. Rồi. Các bạn có đi ăn uống một chút xíu thì xem trận 1 giờ đến gần 3 giờ sáng. Rồi xin chào tất cả các bạn nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình.